Tưởng tượng xem giấc mơ của bạn đang ở chốn nào. Khi đã xác định được đó là điểm đến, thì hãy khóa chặt phương hướng, giữ vững niềm tin. Chuẩn bị, lao đi. Xuyên qua rừng rậm mênh mông, bước qua vùng đất đầy sự tuyệt vọng. Sống sót qua cơn bão, qua tầng tầng lớp lớp mưa lạnh cống. Còn lại phía trước là một hiện thực tàn nhẫn. Nơi đó rốt cuộc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Lay động sức mạnh mặt đất để một lần nữa kiên định. Tưởng tượng ra con cá đang bay và con chim đang bơi. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Nơi đây chính là vùng đất mộng tưởng của bạn. Liên minh siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Quái vật tò mò của hậu đậu. Nè, hậu đậu, cậu đang làm gì vậy? Chào vui vẻ. Khẩu súng tò mò của tôi bị mất rồi. Tôi đã tìm kiếm nó hơn một tuần nay. Nên giờ, mỗi khi tôi nhìn thấy một khẩu súng, tôi lại nghĩ về khẩu súng tò mò của mình. Đó là lý do tôi giấu tất cả khẩu súng của mình đi. Tôi không muốn chúng khiến tôi nhớ về khẩu súng kia. Nhưng hậu đậu, làm sao cậu có thể chiến đấu với quái vật mà không có vũ khí chứ? Tôi nghĩ rằng... Tôi biết rồi. Tôi có thể cho cậu mượn bomber răng vui vẻ. Bomber răng hậu đậu. Hậu đậu, cậu ổn chứ? Quái vật tò mò, ngày mai hãy đi tấn công hành tinh năm cánh. Rõ thưa đại tướng. Mình không hiểu nổi, tại sao súng tò mò không xuất hiện trên thiết bị theo dõi? Hả? Nó vừa xuất hiện. Hình như nó ở gần ngân hàng. Này quái vật, ngươi đã bị bao vây. Các ngươi nghĩ rằng có thể ngăn ta sao? Đạn tò mò hậu đậu. Cái gì vậy? Cứ thông thả, ta đi trước đây. Chắc là nó ở quanh đây thôi. Súng tò mò của mình. Đòn loạt súng hậu đậu. Sao lại không có tác dụng? Ôi không, mình bị bắn đạn mập rồi. Có vẻ như cơ thể hắn đã gắn liền với súng tò mò. Có thể là vậy sao? Súng tò mò, khởi động chế độ chiến đấu tối thượng. Chuyện gì xảy ra thế này? Đúng là cậu thật rồi, súng tò mò. Quái vật, giơ tay lên. Lưới bẫy hậu đậu. Siêu nhân hậu đậu. Chào các sĩ quan. Các anh có thể để cho tôi tự mình xử lý quái vật này được không? Hắn là phiên bản biến hình của khẩu súng tò mò của tôi. Tôi sẽ tự mình khiến nó cư xử đúng mực. Được rồi, chúng tôi sẽ để nó cho cậu. Hãy để mắt tới nó. Đại tướng,
Siêu nhân hậu đậu đã bắt được quái vật tò mò rồi. Đừng lo, mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch ta mong đợi. Quái vật tò mò, hãy ở lại nhà tiến sĩ Hắc. Ngươi sẽ sớm tìm thấy cơ hội để phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Ồ, tôi xin lỗi nha. Tôi thường đặt vũ khí của mình ở trên kệ sau khi tôi đã làm sạch chúng. Bọn tôi về trước đây. Này hậu đậu, đây có phải là khẩu súng tò mò đã được kích hoạt mà cậu kể? Quái vật tò mò, cậu không thể tấn công bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu có thể làm tổn thương người khác. Quái vật tò mò, trẻ ngoan không lén lút sau lưng người khác. Quái vật tò mò, trẻ ngoan sẽ không làm phiền người khác khi họ đang ngủ. Chúng ta đọc truyện tiếp nào. Lại thất bại lần nữa. Quái vật tò mò. Tôi có thể nói rằng bên trong cậu thật sự có bản chất tốt, nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Đừng lo, tôi sẽ cho cậu biết điều gì đúng và sai. Đại tướng, tôi không kiểm soát được mình sẽ bắn loại đạn nào. Giờ cho dù tôi có bắn trúng hậu đậu, có vẻ như mọi nỗ lực của tôi đều vô ích. Đừng quá lo lắng về điều đó. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ là thế này. Siêu nhân hậu đậu, tôi hiểu từ giờ trở đi tôi phải là một cậu bé ngoan. Tôi sẽ không ác ý với người khác nữa. Ngoài ra, từ giờ trở đi tôi sẽ giúp cậu chiến đấu với quái vật. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn rất nhiều về sự hướng dẫn của cậu, siêu nhân hậu đậu. Cảm ơn. Quái vật tò mò. Siêu nhân hậu đậu. Quái vật tò mò, cuối cùng cậu đã trở thành một quái vật tốt. Dừng lại đó. Cậu là ai? Tôi được tổng thống phái đến đây. Quái vật tò mò, hãy gửi giấy phép vào cửa này cho siêu nhân hậu đậu, để cô ấy có thể đi kiểm tra hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh. Đầu tiên, ngươi giả vờ là một đứa trẻ ngoan để có được sự tin tưởng của chúng. Sau đó, ngươi tìm cơ hội để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh. Sau đó chúng ta sẽ gửi đội quân tới xâm chiếm hành tinh năm cánh. Các siêu nhân, hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh của chúng ta đã bị kẻ thù vượt qua. Thành phố đang bị tấn công, hãy mau tới đó ngay. Hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh đột ngột bị tắt. Chúng ta phải đi sửa nó ngay lập tức. Sứ mệnh đã hoàn thành xuất sắc. Chuyện gì đang diễn ra đằng kia vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quái vật tò mò, ngươi đã làm rất tốt trong việc hoàn thành sứ mệnh. Hành tinh năm cánh sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Có phải tôi là người đã gây ra chuyện này không? Làm sao tôi có thể làm chuyện này? Ah!
Biến tôi trở lại dạng cây súng ngay bây giờ. Chỉ cậu mới có thể khiến tôi phát huy hết tiềm năng của mình và ngăn chặn họ. Lần này tất cả đều nhờ vào siêu nhân hậu đậu. Súng tò mò, cậu có thể biến hình trở lại rồi. Lần này suýt nữa chúng ta đã làm được. Nếu quái vật được kích hoạt chủ động quyết định tự hủy kích hoạt, chúng không thể được kích hoạt lại lần nữa. Chúng sẽ ở dạng ban đầu mãi mãi. Súng tò mò. Đây không phải là vũ khí để trên kệ. Cô ấy có thể ở cùng mình vì cô ấy là bạn của mình. Cứ thế dòi dã cả một đời. Thời gian trôi qua nhanh quá. Ồ, có lẽ tôi nên nghĩ về quá khứ và cả tương lai. Tôi chỉ còn lại sự trống rỗng, hay là dũng cảm tồn tại. Sẽ không còn ai biết đến tôi nữa. Thật yên tĩnh, tôi lựa chọn tiếp nhận hiện tại. Nhưng tôi vẫn chờ mong cơ hội sẽ lại đến. Có lẽ khi tôi tỉnh dậy cũng chẳng thể cứu vãn mà bất lực ra đi. Thật tệ hại, thật tầm thường, thật vô vị. Luôn chỉ biết dựa dẫm, không sợ cô đơn khi tồn tại. Chẳng thể ngừng nhớ nụ cười hôm ấy. Rốt cuộc có đáng không?